Chiều nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Trước tình hình nước ta đang tái bùng phát COVID-19, với ổ dịch ở thành phố Đà Nẵng đã lây lan ra 5 tỉnh thành phố và diễn biến rất phức tạp. Từ ngày 25 tháng 7 đến 18 giờ ngày 31 tháng 7, cả nước đã ghi nhận thêm 104 ca nhiễm, tập trung ở các tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Nội, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Hưng Yên, tính đến chiều nay đã rà soát được trên 2.600 người đi từ vùng dịch về và đã cách ly tại cơ sở y tế 35 người, tự cách ly tại nhà là 2.400 người. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tiếp nhận 37 mẫu để xét nghiệm, kết quả 26 mẫu âm tính, còn 11 mẫu mới lấy chưa có kết quả. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các cấp ủy chính quyền cần tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tới nhân dân cùng chung tay phòng chống dịch, có giải pháp quản lý chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào tỉnh. Các cơ sở y tế phải tiến hành phân luồng, có quy trình giám sát chặt chẽ người đến khám chữa bệnh, bảo đảm các điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 an toàn đúng tiến độ. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy cả hệ thống chính trị và nhân dân phải vào cuộc, quán triệt triển khai và áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19. Ai bị ho, sốt, có dấu hiệu nhiệt độ cao thì phải được xét nghiệm nhanh, và nếu có dấu hiệu chuyển ngay tuyến trên trung ương. Từ hôm nay trở đi, tất cả những ai công dân của Hưng Yên đi ra ngoài nơi công cộng vào nơi đông người thì phải đeo khẩu trang và thực hiện cách người bên cạnh một khoảng cách an toàn khi nói chuyện. Các cơ quan bây giờ, các nơi công cộng bây giờ phải bố trí xà phòng để rửa tay, rồi là bố trí nước khử khuẩn, và hạn chế cũng bây giờ cũng họp qua trực tuyến. Khuyến cáo tất cả nhân dân chúng ta hiện nay trong tỉnh là không vào những tỉnh có dương tính, có dịch, vùng dịch. Xây dựng kịch bản, rà soát lại kịch bản trước đây. Nếu 100 người dương tính, 50 người dương tính, 100 người dương tính, 200 người dương tính thì thế này. Thế rồi cách ly 100, 200, 500 người, 1.000 người thì thế này. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ngành y tế chủ động tham mưu bảo đảm công tác hậu cần vật tư trang thiết bị y tế, kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch lập bệnh viện dã chiến và bố trí lực lượng tham gia, xây dựng kịch bản để kịp thời ứng phó, xử lý khi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, tăng cường tuyên truyền, vận động xã hội hóa trong công tác phòng chống dịch bệnh. Rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú trên địa bàn. Người dân từ thành phố Đà Nẵng và ổ dịch từ các tỉnh khác về địa phương phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà.